Ê, chị không khác hồi xưa chút nào luôn. Ai vậy? Dịch Thảo đây. Ôi Dịch Thảo ơi, là em mê chị hồi đó tới giờ chị không có tin em. Ủa em đây. Không sao, không sao. Đó bên em giữ cái bên Dịch Hà đó. Má đây này nè, Ma Lệ Huyền sẽ đi xuống với quý vị. Nhưng mà mang chạy này nhảy được không? Được. Được ha. Để coi quý vị nhìn chúng ta qua đây tới bây giờ là cũng quá đát hết trơn rồi. Quý vị thấy mà Mai Lệ Huyền á, nghe ngày lễ này là muốn nhào ra để gặp quý vị. Là rất lâu rồi mình bị Covid, mình bị đủ thứ hết, mình không có thể nào mà gặp lại được quý vị. Thì ngày hôm nay Mai Lệ Huyền đến đây để chung vui với Teletron. Tại vì Teletron á, không có Teletron là không có nghệ sĩ mà tới 20-30 người như vậy. Không ai dám làm dù rằng một cái đại nhạc hội lớn cỡ nào. Thành ra năm nay đó, Teletron sẽ làm cho tới 30 mấy cái phải không? Dịch Thảo, Teletron làm tới 30 mấy cái đại nhạc hội năm nay phải không? Dạ thưa, Teletron có tất cả 17 chi nhánh ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Dạ. Và mỗi một chi nhánh tổ chức một cái weekend là thứ bảy chủ nhật. Như vậy thì trong năm Teletron tổ chức 34 show cho anh chị em nghệ sĩ đi. Đó. Thực tình mà nói, như chị vừa nói đó, chính nghệ sĩ mình cũng phải cảm ơn công ty Teletron. Đúng. Cũng như cảm ơn khán giả, nếu khán giả mà không đến xem thì không mua hộ, không mua ghế lắc cho ốm như Mai Lệ Huyền thì cũng lúa. Đúng rồi. Chị Mai Lệ Huyền á, đúng ra là mất lâu rồi, nhờ Teletron lắc riết mà bây giờ còn sống tới giờ này luôn á. Ok. Vậy cảm ơn quý vị thật nhiều. Và bây giờ Mai Lệ Huyền gửi đến quý vị một cái nhạc phẩm rất là dễ thương của Khánh Băng, Có Nhớ Đêm Nào. Dịch Thảo đây. Ôi Dịch Thảo ơi, là em mê chị hồi đó tới giờ chị không có tin em. Ủa em đây nè.